Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với lòng thành kính, biết ơn vô hạn, sau ngày Bác mất, người dân nhiều địa phương trong cả nước đã lập bàn thờ và tổ chức cúng dỗ Bác hàng năm. Không chỉ phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đây còn là dịp thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, tình đồng chí đồng đội, tình quân dân gắn bó. Mất ba bữa là cha lập bàn thờ cho cúng rồi đó. Mỗi ngày mỗi thắp hương luôn. Tao là nhờ Bác mình mới có cơm ăn áo mặc, mình mới có mình ngày nay. Mới có độc lập tự do. Là hàng năm là cũng như lễ dỗ Bác Hồ là lớn nhất. Không có mời. Từ những ngày về con cháu của tôi là về đủ hết trơn đó. Người ở xóm, chầm xóm người ta rủ nhau, người ta lại tập phủ, đoàn kết lắm. Chúng anh chị đến thắp tôi đi mổ xuống đây để dự cái lễ dỗ Bác Hồ thì tôi thấy rằng cái tình đoàn kết gắn bó rất là tốt giữa bà con xóm giềng ở đây, không chỉ riêng trong thị trấn Càng Long nữa mà lúc bây giờ thì có người dân ở ngoài huyện Càng Long, kể cả Vĩnh Long cũng có về đây, rồi Trà Vinh cũng có lên đây, kể cả các huyện khác. Đền thờ Bác Hồ ở xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện tình cảm thiêng liêng của quân dân Trà Vinh dành cho Bác. Biểu tượng bất diệt, tấm lòng sắt son của nhân dân Nam Bộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tưởng niệm 54 năm ngày Bác mất, cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh sáng nay tề tụ đông đủ về đây. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con xin nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mãi mãi đi theo con đường mà người đã chọn. Với tình cảm thiêng liêng đó, xin trân trọng kính mời toàn thể các đồng chí dâng hoa dâng hương lên người để tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Bác Hồ kính yêu đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách và tấm gương của người vẫn luôn ngời sáng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ từ trong nội bộ đảng đến các cá nhân, tổ chức và nhân dân để dịp này cùng báo công dân Bác. Và thực hiện mô hình trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả của cán bộ sáo giám, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích của nhân dân. Có mô hình hạt gạo từ chai nhựa lông nhôm, xốp rau không đồng. Hiện nay thì chúng tôi đã nhân rộng ra đến 11 xã thị trấn để thực hiện cái mô hình 1 cộng 1, nghĩa là một chị chi hội trưởng và một chi hội phó tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, và mỗi chị vận động thêm một chị nữa, là coi như mô hình này chúng tôi làm xuyên suốt chứ không phải là ra mắt mô hình năm đó rồi chúng tôi thực hiện năm đó là xong. Học tập làm theo Bác, trong đó có hội phụ nữ có nhiều mô hình rất hay, như là cái báo cáo trong cái buổi họp mặt hôm nay, thì qua đó là tạo sức lan tỏa và động viên nỗ lực phấn đấu và khuyến khích mọi người, mọi tổ chức để thi đua, học tập và làm theo, làm sao gắn với các cái hoạt động thiết thực. Lễ dỗ Bác Hồ vào ngày Quốc khánh 2 tháng 9 được chính quyền và nhân dân nhiều địa phương duy trì tổ chức như một hoạt động truyền thống hàng năm, nhằm thể hiện tình cảm thiêng liêng, tỏ lòng thành kính tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để mọi người soi rọi lại bản thân, nhắc nhở mình sống tốt hơn, xứng đáng hơn, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác.